duy trì yếu tố này như thế nào để mỗi người dân, tổ chức, xã hội và doanh nghiệp cùng chung tay với chính phủ để vượt qua cái dịch bệnh này. Chúng ta thấy rằng là ví dụ chủ yếu là loại chuối tây và chuối tiêu. Không chỉ người dân ở xã Đại Tập đó mà hầu hết người trồng chuối cả nước cũng đang lâm vào cảnh tương tự. Đa phần các diện tích chuối chưa được quản lý. Các 3月11号，南京市累计复工企业4030家，复工率。